À, kính thưa quý vị, hôm nay tôi làm một thí nghiệm nhỏ, nhỏ xíu thôi về cái sản phẩm là Banstot nhân sâm cho cây trồng. Tại vì đặc tính của anh này rất đặc biệt, đó là dạng đồng hữu cơ. Thì đồng hữu cơ quý vị biết rồi ha, nó cũng có tính năng rất là quan trọng trong cái sinh trưởng của cây trồng, đặc biệt là làm cho nó dày vách tế bào, gia tăng cái sức chống chịu của cây trồng đối với điều kiện bất lợi, và cái nữa là nó ngăn ngừa cái trồng của mình là bệnh ghẻ hay là bệnh nấm hồng ở trên nhiều loại cây, nấm đồng tiên và ngay cả người là ghẻ ghẻ trên cây có muối vân vân. Thì cái đồng hồi xưa tới giờ là được xài rất phổ biến, nhưng ngược lại cái yếu điểm của nó là gì, là khó pha chế với những thuốc khác. Thường thường mình phải tốn công xịt riêng, không có sao chung với những thuốc khác. À, thì ngược lại ở đây, đồng dạng này là dạng hữu cơ 20% lần nha. Cho nên là nó phòng trừ bệnh tốt, làm dày vách tế bào. Ngược lại là có thể pha chế với những thuốc khác. Thì hôm nay tôi thí nghiệm nhỏ xíu, kiểu nông dân mà. À, thì thí nghiệm là thuốc trừ sâu dạng EC, tên là Sanvan. Hàm lượng EC nha. À, với những một chất dày cộng với thuốc trừ bệnh chuyên về cái tháng thư, tháng thư trên nhiều loại cây trồng, tháng thư trên xoài, tháng thư trên ớt, tháng thư trên tất tất tần tật tháng thư đó, do cái nấm Colletoricum gây ra, hàng này của tập đoàn UBL Ấn Độ, còn hàng này Mastot này là của Italia nha. Xứ sở những anh cầu thủ mặc áo màu thiên thanh, đẹp trai, phong độ, tôi thích. Và dụng cụ nữa là cái ly nước trong và một cây cây đồ khuẩy. Thí nghiệm sẽ được bắt đầu. Thì theo nguyên tắc ha, bột trước nước sau, đây là Elixir dạng cơm. Ồ, quả dữ. Đấy, thấy chưa, dạng cơm mà tan nhất rất là nhanh, rất là nhanh. Tuy nhiên để cho nó tăng cái khả năng hòa tan, mình có thể dùng đũa quậy. Đấy. Rồi. Bây giờ thì đã là bột Elixir, đã là bột, nó đã hòa tan đều rồi ha. Cái nước nó sẽ là màu vàng, vàng nhạt. À, màu vàng nhạt. Đây rồi ha. Zoom lên bự chút coi. Đó, gần như là nó trong suốt. Nó phân tán đều luôn ha, mình rứt luôn ha. Không thấy được, đang zoom lên 2.5. Đây zoom lên 3.54 luôn. Đó, có gì thấy không? Những cái hạt. À, rồi. Bắt đầu rót vô rồi nha. Đó. Thì sao, đâu rồi? Ảnh đâu rồi? Mình tốt đâu? Ảnh đâu? Mày lên cái nào? Đây. Mình theo dõi. Không thấy gì khác biệt. Đó, những hạt phân tán đều ha. Đây. Đây là cái màu sắc của cái dung dịch. Thật ra thì nó đây nè, cái đặc tính của là Mastot
là dạng đồng, nên là tỷ trọng nó hơi cao, cho nên là nó cũng có hiện tượng là rớt đáy, là chìm dưới đáy nước. Đây, những hạt của nó nè ha. Zoom lớn lên nữa. Đây, những hạt của ảnh nè, nó bắt đầu động lại dưới đích ly. Có gì đó, cho nên là cái nào mình cũng phải nói cái công tâm về sản phẩm cũng như tính năng của sản phẩm. Như vậy thì nếu mà mình chúng ta pha cái dòng sản phẩm này, ba sản phẩm này chung với nhau, vừa là thuốc sâu dạng EC, vừa là thuốc bệnh dạng cớm, vừa là cái Mestos, cái biostimulant mà dạng đồng hữu cơ hàm lượng tới 20%, vừa tính năng là rửa vườn một số bệnh và nó kích kháng quá trình đâm chồi mới và nó phục hồi cái những cây suy, thì nó được gọi là mệnh danh là nhân sâm cây trồng, nhưng mà nó vẫn có những cái đặc tính của nó, mình phải hiểu đó, mình phải hiểu và mình sử dụng cho nó hiệu quả ha. Và đây là hình ảnh của ảnh nước như thế này ha. Nếu quý vị quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249. Goldfield lắng nghe và chia sẻ.